vị và các bạn thân mến, chắc hẳn không ai trong chúng ta không biết đến hai nghệ sĩ hài Hoài Linh và Trường Giang. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những vai diễn đầu đời của Hoài Linh và Trường Giang đã trải qua như thế nào. Sau khi Trường Giang tung hứng với danh hài Hoài Linh vỡ 10 khó trong show Đàm Vĩnh Hưng, anh lập tức trở thành một hiện tượng. Khán giả muốn biết cái ông nói giọng quảng rặt trên sân khấu ấy là ai mà có cái lối diễn xuất duyên dáng đến thế. Từ đó anh dần nổi tiếng. Trường Giang từng tâm sự, sau vào đó Đàm Vĩnh Hưng có nói, thấy trên đầu Trường Giang có hào quang. Và một khi đã được tổ đãi thì dù có bất kỳ ai ngăn cản hay làm khó, Trường Giang cũng sẽ nổi tiếng. Mà đúng thế thật, tên tuổi của Trường Giang lên như diều gặp gió. Trong vòng 2 năm, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ 5 lần 7 lượt bị đuổi học, gặm bìa gói qua ngày, anh trở thành một ngôi sao. Có ngày hôm nay, rồi nhìn lại quá khứ, anh biết rằng mình đã cố gắng rất nhiều. Nhắc đến câu chuyện của những ngày xưa cũ, danh hài không thể quên được lần đầu tiên anh bước lên sân khấu với cách xê 50.000 đồng cho vai diễn quần chúng. Tiền với một kẻ nghèo cũng quý, nhưng làm sao bì với việc được đứng chung sân khấu với Hoài Linh. Mặc dù thời điểm ấy vai của Trường Giang chỉ có vài lời thoại, còn nhiệm vụ chính vẫn là chạy vô chạy ra, anh cũng sướng tề cả người. Là kẻ biết tận dụng cơ hội, biết Hoài Linh là người thoải mái, luôn tạo cơ hội cho đàn em được diễn, Trường Giang đã chủ động cắt đôi câu thoại để được đứng lâu hơn trên sân khấu. Trong vở Người Nhà Quê ở Nụ Cười Mới, thay vì chỉ nói "Bác ơi cháu về đây" rồi đi về phía cánh gà, anh nhìn Hoài Linh đầy tâm trạng "Bác ơi", sau đó đợi đến khi Hoài Linh hỏi "Gì đó cháu", anh mới tiếp lời. Tất nhiên vai diễn cỏn con này chẳng để lại ấn tượng gì trong lòng khán giả đêm hôm đó cả, nhưng nhờ nó anh có thêm động lực để bước tiếp trong giai đoạn đầy rẫy những khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bây giờ được gọi là ông trùm của làng giải trí. Người ta đồn anh có quyền sinh quyền sát, chỉ một câu nói cũng đủ làm ai đó đổi đời. Nhưng để hôn mưa gọi gió được như thời điểm hiện tại, anh đã bước qua khoảng thời gian chẳng ai biết mình là ai, cầu bơ cầu bất trong nghệ thuật. Khi gia đình sang Mỹ, Hoài Linh cũng có theo học một số nghề nhưng làm như không có duyên. Công việc nào anh cũng thấy không ổn, vậy là ở không. Trước cũng buồn, anh xin mẹ cho theo nhà dì ở California tìm cơ hội. Nói là tìm cơ hội cho sang chứ thật ra anh cũng chẳng biết đường đi nước bước thế nào. Bởi vậy, thời gian đầu Hoài Linh suốt ngày đi ra đi vào, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi chăm mấy cây hoa. Có lần anh được một người bạn rủ đi sinh nhật của Trissi Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều. Thời ấy, Trissi đã là người nổi tiếng. Có lẽ dĩ nhiên tiệc sinh nhật của cô cũng toàn là những người tiếng tăm. Sẵn vài ba chén rượu lại được ông anh giới thiệu lên sân khấu diễn chơi cho vui, Hoài Linh làm tới. Dù cũng ngà ngà, nhưng hơn ai hết, danh hài hiểu rằng đó là cơ hội ngàn năm có một. Đêm đó sẽ là đêm quyết định xem anh sẽ ở hay về. Rồi anh diễn mang tất cả tâm huyết, hy vọng và vốn liếng để chinh phục những người nổi tiếng, tranh nghề ngồi bên dưới, ấy vậy mà thành. Chiều tối đó chẳng ai trả cho anh một đồng cát-xê nào, nhưng tiếng vỗ tay trần trần đã giúp anh củng cố thêm niềm tin với nghề. Ngay sau đêm diễn, Hoài Linh có gặp Vân Sơn và được đàn anh chủ động mời liên lạc. Thế nhưng cũng vì các sĩ diện anh nín thinh, nhưng duyên nợ là thứ không ai quản được, để rồi sau đó họ lại đứng chung sân khấu, dù không lâu nhưng cũng đủ để khán giả hải ngoại biết Hoài Linh là ai.